Xin chào anh em đã trở lại với Review Công Nghệ. Mình Minh, Samsung Galaxy S22 với cái thiết kế có thể nói là được thừa hưởng rất là nhiều từ các phiên bản tiền nhiệm trước đó là Samsung Galaxy S21. Có thể nói mới nhìn vào thì giống 99%. Anh em sẽ phải nhìn thật kỹ thì một may mới có thể thấy được cái điểm khác biệt. Vậy thì với cái mức giá chênh nhau đến hơn một củ thì với Samsung Galaxy S22 ở thời điểm tại thì nó sẽ hơn S21 những điểm gì? Ok, anh em còn chần chờ gì nữa mà không để một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết của anh em nha. Thì đầu tiên với mức giá của chiếc Samsung Galaxy S21 ở thời điểm tại đang tầm khoảng là 5 củ 2 cho phiên bản là 99%, và chiếc Samsung Galaxy S22 này thì cũng là hàng cũ với mức giá tầm khoảng là 6,8 triệu, chênh nhau tầm khoảng là 1 củ 6. Nói chung là một khoản tiền cũng tương đối là lớn. Và mình đang tham khảo tại cửa hàng di động Mỹ. Anh em quan tâm thì có thể bấm vào cái phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể tìm hiểu chi tiết những chiếc điện thoại Samsung dòng S đang có giá rất là ngon anh em nhé. Đấy, và như mình nói ban đầu thì so về thiết kế với chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 này với chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 thì nó gọi là tương đồng, nó giống y chang nhau về thiết kế, nhất là về phần cụm camera này. Tuy nhiên thì với chiếc Samsung S21 thì cái phần khung viền cam này nó sẽ được nối liền với cả cái khung viền luôn, chứ nó không được chia cắt như là trên con S22 như thế này. Cho nên là với chiếc S22 thì nhìn nó sẽ có một cái mức độ gì đó nó rõ ràng hơn, nó tách bạch hơn. Nhìn ở cái phần này nó không bị quá là dày như là trên con S21. Và mình lại thích kiểu cảm giác cầm nắm thì con S22 này hơn. Với cả là con điện thoại này thì nó sẽ có nâng cấp hơn ở cái phần mặt lưng. Như trên con S21 thì chất liệu mặt lưng chỉ được làm bằng nhựa mà thôi, nhưng mà trên con S22 này nó đã được nâng cấp lên là một cái mặt lưng kính rồi. Đây mới đúng là bản chất một chiếc điện thoại flagship anh em nha. Còn phần cụm cam thì nó vẫn sẽ có 3 cảm biến và một cái đèn led ở ngoài thôi. Nói chung là nó cũng vậy, chẳng khác gì so với con S21. Còn khung viền các thứ thì nó cũng gần như là như vậy đó, nó cũng không khác biệt gì. Và quay sang cái phần màn phía trước thì em này nó vẫn sẽ có cho mình một cái tấm nền rất là chất lượng thôi, Dynamic AMOLED 2X này. Tần số quét sẽ là 120Hz, để cho em có thể gọi là lướt chạm tầm này thì nó vẫn cực kỳ là mượt mà rồi. Và độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Nói chung là với cái độ phân giải như thế này trên một chiếc điện thoại có một cái màn hình nó nhỏ gọn như thế này thì anh em cứ yên tâm quan sát thì không thể nào thấy được những cái điểm rỗ trên cái màn hình như thế này. Độ sáng này thì nó sẽ tương đối cao, rơi vào tầm khoảng là 1300 nits. Nói chung là với thông số như thế này thì nó cũng gọi là bình thường thôi, chứ cũng không cái gì gọi là quá là nổi bật cả. Thì bây giờ thì toàn là những cái thông số nó khủng, rất là khủng rồi, tầm khoảng là 2000 đến 3000 nits. Thì cơ bản để cho em có thể mang chiếc điện thoại ra ngoài đường sử dụng các thứ thì cái khả năng hiển thị của em nó vẫn đủ sáng để cho em có thể gọi là quan sát và sử dụng. Rõ ràng thì với chiếc điện thoại Samsung S22 này thì nó cũng không có gì thay đổi nữa mà so với cái màn hình trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 cả. Để cho em có thể sử dụng thì hai chiếc này nó đều như nhau cả anh em nhé. Và ngay cả độ dày màn hình thì nó cũng gọi là tương đối là bằng nhau thôi. Anh em sẽ có bốn cạnh nó rất là đều nhau, nhìn nó rất là hài hòa luôn anh em ạ. Nói chung độ viền như thế này thì cũng rất là mỏng rồi. Và hiệu năng thì với chiếc này sẽ được trang bị cho mình là con chip 8 Gen 1. Ở thời điểm tại nó vẫn là một con chip gọi là đủ mạnh, dư sức đáp ứng những cái nhu cầu hàng ngày của anh em. Còn với những anh em nào mà sử dụng chơi game các thứ thì em này nó vẫn có thể gọi là chơi được những tựa game liên quân tốc chiến hay là kể cả PUBG. Nói chung là cũng rất là mượt mà thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ không thoải mái đâu anh em nhé. Tại vì với con chip Snapdragon 8 Gen 1 như anh em biết thì nó cũng là một con chip khá nổi tiếng về cái phần nhiệt độ. Đó, cho nên là để cho anh em có thể sử dụng chơi những cái tựa game như thế này thì tốt nhất anh em nên để mức độ hòa nó vừa phải. Thì về cuối game nó sẽ cho ra được một cái mức nhiệt ổn định, cũng như là về FPS các thứ thì nó cũng sẽ ok hơn cho anh em. Và với cả chiếc này nó cũng sẽ có cho mình một cái thiết kế khá là bé, cho nên là mình cũng không recommend cho anh em mua chiếc điện thoại này về chỉ để chơi game đâu anh em nhé. Em này thì nó vẫn sẽ có một phiên bản chạy của chip Exynos 2200 nữa, nhưng mà phần lớn anh em thì mình thấy tin dùng cái phiên bản Snap hơn. Mặc dù là nó có vấn đề về nhiệt độ, tuy nhiên thì nhiều anh em trước giờ thì đã không thích những chiếc điện thoại chạy con chip Exynos rồi. Và RAM ROM thì em này vẫn sẽ là 8128 thôi. Nói chung là với cái thông số này để cho anh em có thể gọi là sử dụng lưu trữ gọi là cơ bản hàng ngày một vài bức ảnh, một vài ứng dụng thì mình thấy nó vẫn đủ ổn thôi. Nói chung là với cái thông số này thì nó cũng gọi là tương đương trên con Samsung Galaxy S21, chứ nó cũng không có gì thay đổi cả. Nói chung là cho đến thời điểm tại thì cái thông số 8128 cũng là một trong những cái thông số nó thuộc mức gọi là cơ bản. Cho nên là với một chiếc thoại được ra mắt cái đây tầm khoảng là 2 đến 3 năm thì cũng không có gì khó hiểu cả này mà. Về pin thì không hiểu sao trên cái phiên bản Samsung Galaxy S22 này thì nó bị cắt giảm hơn so với S21 3075 giờ. Nói chung là để mà so
với cái thông số này ở thời điểm tại với những chiếc điện thoại khác. Ngay cả những chiếc điện thoại có cùng kích thước như thế này nữa thì nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng là 4.000 đến 4.500 rồi. Chứ còn với viên pin chưa tới 4.000 như em Samsung Galaxy S22 như thế này thì thật sự nó không được trâu đâu anh em nhé. Nó chỉ có thể đáp ứng được cho em gọi là những cái tác vụ và là nhắn tin, nghe gọi cơ bản trong vòng ngày thôi. Chứ còn anh em sử dụng nhiều các thứ thì nó không đáp ứng được đâu. Rồi và cuối cùng một sự khác biệt nữa nếu mà so với chiếc Samsung Galaxy S21 đó chính là về camera. Nó vẫn sẽ có điểm chung là ba cảm biến ở đây, gồm là một cảm biến chính 50 MP, một cái camera tele 10 MP và một cái cảm biến siêu rộng 12 MP. Để mà so với chiếc Samsung Galaxy S21 thì nó sẽ có cái cảm biến tele lên tới là 64 MP. Tuy nhiên thì chất lượng ảnh đẹp hay không nó không quá là phụ thuộc vào số chống đâu, mà nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều lý do khác. Và với chiếc điện thoại S22 này thì nó sẽ được nâng cấp hơn về cái thông số zoom, nó zoom 3x, còn trên S21 thì chỉ là zoom 1x thôi. Nên là để cho anh có thể gọi là chụp zoom lại hoặc là chụp chân zoom các thứ thì nó sẽ chi tiết chất lượng hơn rất là nhiều cho anh em. Nói chung là với chiếc Samsung Galaxy S22 này thì nó vẫn sẽ có một cái số thứ nâng cấp hơn so với S21. Tuy nhiên thì cái sự nâng cấp này nó lại không dành cho những cái đối tượng người sử dụng cơ bản, kể cả về mức giá. Nếu như mua về chỉ để dùng bình thường thôi thì tiết kiệm vẫn sẽ là Samsung Galaxy S21. Còn nếu như em muốn những cái sự nâng cấp trên chiếc S22 này thì cũng chẳng gì bằng cãi rồi. Ok, vậy theo như anh em có ý kiến gì về chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 này ở thời điểm tại thì anh em cứ để lại ý kiến ở phần bình luận dưới. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nha.